hình ảnh chụp đoàn rước dâu khá đặc biệt đang thu hút trên mạng xã hội ngay khi vừa mới được chia sẻ. Chú thể mặc sơ mi trắng, quần âu đến đón dâu bằng xe đạp. Không chỉ chú thể mà dàn phù thể cũng đạp xe đi cùng. Ai cũng đeo đôi kính đen trông khá ngầu. Đội hình lên ảnh trông rất chất. Nhìn khung cảnh, có thể đoán được đám cưới này diễn ra ở vùng thôn quê. Dàn xe dán chữ hỷ trông khá bắt mắt, riêng xe của chú thể có trang trí thêm hoa hồng. Chú thể trao chiếc nón để vợ đội cho khỏi nắng. Dù nắng nhưng cô dâu vẫn cười tươi khi được chàng đón về dinh. Không xa hoa, cầu kỳ, không đón dâu bằng ô tô 4 chỗ nhưng dường như cặp đôi rất vui khi tự đèo nhau trên chiếc xe đạp. Nhiều dân mạng đoán rằng nhà cô dâu và chú rể ở gần nhà nên đón dâu bằng xe đạp vừa hợp lý vừa thú vị. Nhìn hai vợ chồng trẻ hạnh phúc thế kia mà ngưỡng mộ quá. Cứ có cảm giác cưới ở quê vui hơn ở thành phố, có bà con làng xóm ra vào chúc mừng chứ không chỉ đến dự tiệc ở nhà hàng rồi về, thành viên Ngân Hà bình luận. Dễ thương quá, xe đạp đón dâu là ý tưởng độc đáo đấy. Gọn nhẹ lại tiết kiệm, một dân mạng khác bày tỏ.